Mình thề là mình rất là muốn ra khỏi giường nhưng mà cái chân của mình đang bị mắc kẹt giữa cái, đây là cái chân của mình đây, chân của mình. Hiện tại bây giờ là 1 giờ chiều và bây giờ Trang mới ngủ dậy. Tại vì mọi người phải nghe lý do của Trang. Tối hôm qua Trang ôn thi giữa kỳ tầm 5-6 giờ sáng đấy Trang mới đi ngủ. Và Trang nghĩ là bởi vì Trang đã hoàn thành xong cái phần công việc ôn thi giữa kỳ của mình, thế cho nên là hôm nay Trang quyết định Trang sẽ đi lên Itaewon để Trang chơi. Và hôm nay các bạn sẽ cùng Trang chuẩn bị đồ rồi là trang điểm, tóc tai, quần áo. Đấy mà. Yay. Yay. Ô cảm ơn. Mình không nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu mình chưa gội đầu. Mình chưa có thời gian để gội đầu. Nhưng mà riêng ngày hôm nay nhá, riêng ngày hôm nay nhá, trời ơi, mình sẽ gột rửa tất cả cái đống dầu mỡ ở trên đầu mình ra. Khi cô Trang đã lên đồ để đi chơi, đi quẩy thì tất cả mọi thứ phải hoàn hảo, mọi người hiểu Trang không? Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem vlog của Trang thì chào mừng các bạn đã đến với gia đình Toner. Đừng quên like và subscribe kênh cho Trang, follow Instagram của Trang. Và đừng có sốc nếu như bạn nhìn thấy khuôn mặt của Trang như thế này, bởi vì Trang thề mọi người là lên video, quay video bình thường, quay video chính là Trang không có xấu như này đâu. Hình như Trang chưa bao giờ giới thiệu cho mọi người cái dầu gội đầu mà Trang dùng đúng không? Thì dạo ở đây Trang đang kiểu muốn thay đổi dầu gội đầu, chuyển sang cái dòng bóng mượt, kiểu cung cấp dưỡng chất cho tóc một chút xíu ấy. Bởi vì là qua cái mùa đông ở bên Hàn thì thời tiết rất là khô, khiến cho tóc của Trang nó gãy rụng và nó thỉnh thoảng nó hơi bị sơ rối. Cho nên là dạo ở đây Trang đang chuyển sang dùng cái dầu gội đầu này của cái hãng mà tờ Tsubaki á mọi người. Trang mua hẳn một chai dầu gội, một chai dầu xả. Nếu như các bạn biết Trang thì các bạn sẽ biết là Trang từ trước đến nay không bao giờ dùng dầu xả. Never. Tsubaki là một brand thuộc Shiseido Nhật Bản và brand này khá nổi tiếng ở Hàn. Và bộ này thì có thành phần dầu hoa trà, sữa om chúa nên mình thấy tóc mượt mà cũng lành tính nữa. Đối với cái dòng này thì nó kiểu cái dưỡng chất nó hấp thụ vào tóc rất là nhanh, cho nên là các bạn không cần phải ủ. Tóc của Trang trời ơi nó bóng, nó mượt mà kiểu đi ra nắng nó có một cái độ phản sáng của nó trời ơi đỉnh. Mà mùi của nó cũng rất là dễ chịu nữa. Mùi của nó có cảm giác như kiểu là mùi mình đi salon tóc ấy. Nhưng mà bởi vì cái tóc của Trang nó kiểu đang trong cái thời gian rất là bất trị, nên là Trang sẽ sử dụng luôn cái treatment của cái Tsubaki và tất nhiên là cái hair mask. Hôm nay mình hơi extra một chút xíu nha các bạn. Ngoài gội xả bình thường thì Tsubaki còn có thêm tuýp kem dưỡng ẩm này để extra dưỡng chất, tăng gấp đôi bóng mượt mà còn giúp khóa ẩm lại trong tóc. Tuýp kem dưỡng này chỉ cần thoa lên là xả được liền nhờ công nghệ thẩm thấu nhanh của Shiseido nhưng tóc mượt cực kỳ luôn. Bình thường ở Hàn đi hấp dầu rất là đắt cho nên mình sẽ dùng cái hũ mask của Tsubaki này để dưỡng chuyên sâu cho tóc khỏe hơn, đỡ gãy rụng mà tiết kiệm hơn nhiều. Và khi sử dụng sản phẩm này các bạn cũng không cần phải ủ lâu, các bạn chỉ cần bôi đều lên tóc xong rồi xả luôn là được. Cái kiểu hair treatment và hair mask này thì mọi người chỉ cần dùng 2 đến 3 lần một tuần là đủ. Nếu như các bạn có cảm giác là tóc các bạn bị khô quá hoặc là đột nhiên kiểu các bạn đi đâu về mà các bạn nghĩ là tóc của bạn cần một chút dưỡng ẩm, cần một chút dưỡng chất hoặc là cần chăm sóc tóc một chút xíu thì các bạn sẽ sử dụng mấy cái này. Cảm thấy cái dòng này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn mà tóc dây hay bị sơ rối này, nó không có độ bóng, bị thiếu dưỡng chất, bị khô, bị sơ rối. Trang cực kỳ recommend các bạn cái dòng này luôn. Với cả một cái đặc điểm Trang thích nhất của cái dòng này chính là nó hấp thu rất là nhanh, cái dưỡng ẩm, cái dưỡng chất của nó hấp thu vào đầu nó rất là nhanh mà các bạn không cần phải ủ, không cần phải kiểu ngồi đứng trong nhà vệ sinh đứng chờ cho đến khi mà cái dưỡng chất nó hấp thu hết vào tóc xong rồi mới xả lại với nước ấy. Trang nghĩ là Trang sẽ ra một cái video cụ thể hơn về việc chăm sóc tóc của Trang đi gội đầu trước. Đối với mọi người là chỉ có 3 giây nhưng mà đối với mình là tầm 3 phút. Ok là mọi người sẵn sàng skincare chưa? Mấy ngày hôm nay ôn thi Trang không hề skincare, không hề rửa mặt. Cho nên hôm nay chúng mình sẽ cần phải cọ sạch cái mặt của mình một tí. Em ơi, nhẹ cả mặt, nhẹ cả đầu luôn ấy. Oh shit, oh shit, oh shit. Đây là đầu tiên mình dùng cái này, mình không biết cái này dùng như thế nào nhưng mà mình thấy con chị mình đắp hai cái miếng này lên mặt. Không phải để được một lúc. Rửa môi. Burst Bee vị xoài. Cho đến hiện tại thì mình chưa biết là tối hôm nay mình muốn mặc cái gì. Kiểu mình muốn mặc váy bởi vì là mình chưa bao giờ mặc váy đi quẩy đêm hết ấy. Nhưng mà hôm nay trời gió rất là to, mặc cái váy đấy kiểu nó khá là nhẹ cho nên là mình sợ kiểu đang đi trên đường xong nó tốc lên một phát thì ăn cứt. 1 giờ Trang đi làm về, Trang sẽ ăn uống cái gì đấy xong rồi Trang sẽ vào bật máy tính lên ôn thi đến tầm 5-6 giờ sáng xong Trang đi ngủ. Xong rồi 12 giờ Trang dậy, Trang ăn xong Trang lại ngồi ở máy tính tiếp. Xong rồi 6 giờ Trang lại đi làm, xong lại 1 giờ về xong lại làm bài tập
ôn thi tiếp. Kiểu lịch trình của mình rất là bận như thế, thời gian ngủ của mình rất là ít như thế, và mình không có thời gian ăn nhiều như bình thường, nhưng mà mình vẫn không giảm cân. Cuối cùng là kem chống nắng. Trời ơi, nhìn packaging xinh không? Nhìn xinh không? Giờ ở đây Trang thay đổi kem chống nắng rất là nhiều, bởi vì là Trang đang muốn tìm một cái loại kem chống nắng nào đấy nó phải cực kỳ ok kể khi Trang make up và kể khi Trang không make up. Thì Trang mới tìm được cái em chống nắng này đến từ Senka. Trang em bảo là em này có kết cấu dạng gel sữa, rồi là có độ chống nắng rất là cao và nó thẩm thấu rất là nhanh ấy. Độ chống nắng của nó lên đến SPF 50 cộng lận. Cho nên mình mới mua về dùng thử, và trời ơi, cái kết cấu của nó, cái chất của nó lên da thích cực kỳ luôn. Mà Trang chưa bao giờ dùng cái kem chống nắng nào có cái kiểu kết cấu nhiều nó thêm thích như thế này. Trời ơi, lên da thấy căng bóng, trời nhìn thích chưa? Anh em thấy Trang mới chỉ có bôi bôi xong rồi táp táp một chút là nó thấm hết vào da siêu nhanh luôn. Nó không giống như một số cái kem chống nắng ngày trước Trang dùng là kiểu lúc mà mình bôi lên xong rồi nó phải bóng nhẫy một lúc xong rồi nó mới thấm vào da ấy. Sau khi lên da nó tạo ra mình một cái độ bóng rất là nhẹ nhàng, nó lì mà nó còn mỏng nhẹ nữa, cho nên là Trang cảm thấy cái này làm lớp kem lót cho kem nền thì rất là ok luôn. Ngoài ra thì Trang nghe bảo cái này lên da sẽ không bị bí lỗ chân lông, cho nên là sẽ không sợ bị mụn ẩn. Và có một điểm Trang rất là bất ngờ về cái kem chống nắng này, đấy chính là trong cái bảng thành phần của nó có chiết xuất từ cám gạo với cả mật ong, với cả là mấy cái thành phần đặc trưng của Nhật Bản ấy. Thế cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này, các bạn sẽ có cảm giác là da của bạn sẽ rất là mướt, không bị khô và không bị bong chóc, cho nên là giống như là vừa chống nắng và vừa dưỡng ẩm ấy. Với cả đặc biệt vào cái mùa hè này thì các bạn sẽ cần về cái kem chống nắng mà lên da nó dịu, nó mát cho da, cho nên là Trang cực kỳ recommend các bạn dùng thử cái kem chống nắng này. Bình thường mình sẽ trang điểm dựa trên cái outfit của mình, nhưng mà mình chưa chọn được outfit của mình hôm nay, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ trang điểm một cái kiểu nào đấy nó đủ sexy, đủ chất, đủ ngầu, nhưng mà vẫn đủ để phù hợp với mọi bộ quần áo mà nhà mình có. Hiện tại mình có ở đây 4 màu lens và mình không biết là mình nên dùng màu nào. Trong bóng tối, màu xanh. Đây là cái màu lens huyền thoại mà Trang đeo nhiều nhất từ trước đến nay. Chị của mình tưởng nó đang xem điện thoại, ai ngờ nó đang ngủ. Thực sự là sau mấy ngày không rửa mặt, không skin care thì da mình cảm thấy không ok một tí nào. Cho nên là mọi người đừng có giống mình. Lát nữa Trang sẽ dẫn mọi người đi chơi với Trang luôn. Thì thực ra hôm nay không phải là đi chơi nhiều bình thường, mà là hôm nay Trang sẽ lên Itaewon để quẩy ở mấy quán bar. Nếu các bạn tò mò là mình với chị mình có bao giờ cãi nhau hay không, hoặc là cái cuộc cãi nhau của bọn mình sẽ kéo dài bao giờ, thì mình và chị mình mà cãi nhau á, là cái cuộc cãi nhau nó sẽ đạt đến cái điểm mà một trong hai đứa sẽ hết hơi và dừng lại. Thì khi đấy đứa kia mới dừng lại. Đến bây giờ mình kiểu mình thề luôn, mình cảm thấy đến bây giờ mình vẫn ở được trong cái nhà này là vẫn kiểu thần kỳ á mọi người. Bởi vì là cái cường độ mình với chị mình cãi nhau đến giờ này kiểu ở mấy tòa nhà khác chắc là bị đuổi ra ngoài rồi chứ đừng nói. Hôm nay mình không cố gắng theo concept đáng yêu lắm đâu, cho nên là eo cái này đấy lên bị xinh ấy, hay là hôm nay mình lại theo concept đáng yêu. Một chiếc bút highlight đến từ Alicia. Mình thấy là cái này đi vào ba buổi đêm á, xong rồi có ánh đèn nó chiếu bạn á, lấp lánh lung linh lắm. Đây là cái bảng mắt mới nhất của Roman. Okay, cái bảng mắt của nó đây. Mình ưng cái bảng này nhất trong số 4 bảng nó mới ra luôn ấy. Mình nghĩ là mình sẽ dùng cái màu cuối cùng này để kèm cái đường eyeliner. Đơn giản, nhẹ nhàng. Ngồi góc này không biết là mọi người có nhìn thấy cái eyeliner không, nhưng mà ban nãy mình hơi tập trung cho nên là quên mở mồm ra nói. Mình lại dùng cái mascara của Roman. Trời ơi mọi người, mình đang cực kỳ ưng cái mascara này luôn. Mình ưng từ cái đầu cọ cho đến cái chất. Mình nên mở mồm ra nói gì đấy đúng không? Mình nghĩ là phần makeup hôm nay nó sẽ đơn giản như thế này thôi. Một lát nữa Trang sẽ đánh son sau, bởi vì là Trang vẫn còn son dỡ trên môi. Bây giờ chúng mình phải đi sấy cái tóc và đi chọn đồ. Nhìn mình có buồn cười không? Mình biết là hiện tại nhìn mình rất là buồn cười. Đấy, đáng lẽ ra là mình định để mọi người chọn outfit cho mình, nhưng mà mình muộn giờ mất rồi. Mình sẽ phải chải tóc lại thêm một lần nữa, nhưng mà mình có cái hộp nhẫn của mình ở đây. Và có một cái nhẫn nào đấy vừa bắn ra. Mình không biết là cái outfit của mình nó đang theo cái hơi hướng nào, nhưng mà theo những cái make up thì mình sẽ hợp với cái kiểu nhẫn bạc này hơn. Còn theo những cái áo, cái váy của Trang đang mặc thì Trang sẽ hợp với cái kiểu có màu này hơn. Trang sẽ đi với cái này. Ok, là xong rồi nhẫn. Về vòng cổ thì bởi vì đây là một cái váy nó kín cổ, cho nên là cái vòng này là vòng một Trang hay đeo, cho nên Trang không thể tháo được. Hơi nhiều. Ok là bây giờ chọn nước hoa. Đi với chai này. Chị mình và mình là hai người có hai cái gu nước hoa cực kỳ khác nhau. Chị mình thường sẽ không thích mình xịt nước hoa ở trong nhà. Tại vì sao? Tại vì chị mình rất không thích cái mùi nước hoa của mình, và mình lại rất không thích cái mùi nước hoa của chị mình. Mình biết là cái kiểu xịt nước hoa này nó rất là ngu xuẩn, nhưng mà mình sẽ xịt ra không chung xong rồi.
Bây giờ mọi người sẽ phải giúp Trang chọn túi, ok? Thì đầu tiên là Trang có cái này và cái này. Trang còn có một cái lựa chọn khác là túi kiểu dây xích như thế này. Mọi người thấy sao? Cái nào hợp hơn? Mình sẽ đi với cái túi này. Mình quên mất trước khi đi cho mọi người xem lại tóc của mình. Sau khi mình đã gội đầu này, dùng hair mask, dùng hair treatment, dầu gội dầu xả đầy đủ và sấy tóc, thì tóc của mình mọi người thấy nó bóng không? Mà nhìn nó mượt kinh khủng lắm ý. Mà nó thơm. Ok, bây giờ thì Trang đi. Đi thật lần này, đi thật. Tại bây giờ là 6 giờ tối. Vâng, mình biết là vẫn còn sáng, nhưng mà kiểu mình ra khỏi nhà lúc 5 giờ hôm qua và mình về nhà lúc 6 giờ hôm nay. Mình biết là mình nên kiểu vlog nhiều hơn cái cuộc đi chơi của mình. Nhưng mà kiểu bọn mình đi vào bar xong rồi uống xong rồi kiểu vui chơi xong rồi là mình quên bẵng luôn cái việc là mình đang quay vlog. Mà kiểu trời ơi, đi chơi vui vừa lờ mà mình kiểu... Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Đừng bao giờ đi chơi qua đêm hay sao. Và Trang sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo. Rồi, em cần phải đi ngủ.